Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tú Online sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về một trận cờ hay của danh thủ Vương Khuếch đánh trên Thiên Thiên Thượng Kỳ vào ngày 16 tháng 4 năm 2022 với người cầm bên đen là Trình Đại Liên. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ 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 Chứ将军，将军，吃，吃。吃，将军，将军，将军。将军，吃，将军。将军，
将军。将军。将军。将军。将军。Và tiếp theo sau phần cờ cho thoái xe về đến từ bên tiên của Vương Khuếch đe dọa phần cờ bình quân đội 6 để chiếu sát thì bên đen đã buông cờ xin thua sau tình huống trên. Như vậy kênh học của Tuấn Lai vừa gửi tới các bạn phần miêu bản về ván cờ trên một trận cờ rất hay đỉnh cao của danh thủ Vương Khuếch. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.